Kính thưa bà con, tôi thật sự rất hào hứng bởi vì tôi muốn giới thiệu cho bà con thấy một sản phẩm đã giúp một vị khách hàng của chúng tôi tiết kiệm được rất rất nhiều thời gian trong khâu chuẩn bị thức ăn trong chăn nuôi. Và còn hơn thế nữa, chi phí chi tiêu của thức ăn trong trang trại cô ấy đã giảm đi một mức đáng kể, nhưng chất lượng thì thu hoạch lại rất là cao. Sản phẩm này giúp cô ấy tận dụng được nguồn thức ăn có sẵn trong nhà. Tất cả những việc cô ấy làm chỉ là đi gom chúng về rồi băm nhỏ, trộn với một chút thức ăn công nghiệp và cho vật nuôi ăn. Xin giới thiệu tới bà con, đây là sản phẩm giúp trang trại của cô ấy ngày càng tuyệt vời hơn. Máy băm chuối thương hiệu Takeo TK3000. Chiếc máy này có cấu tạo cực kỳ đơn giản. Máy được thiết kế hình hộp chữ nhật với miệng nạp, nguyên liệu hình phễu ở phía trên. Tiếp theo thì các bạn sẽ thấy chúng ta có thùng máy, motor kèm CV chống giật của máy. Ngoài ra, đặc biệt hơn thì máy này được thiết kế thêm tay cầm và hệ thống bánh xe, giúp cho người sử dụng dễ dàng di chuyển trong quá trình làm việc. Phía dưới là trục bạc đạn của Nhật, giúp cho máy vận hành chân chu và ít ma sát. Máy có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài mà không bị nóng. Tiếp theo đó, phía trên là lưỡi dao thái kích thước lớn, chức năng của nó là thái mỏng khi nguyên liệu đưa vào. Đằng sau nó là 16 lưỡi dao băm bằng inox chống rỉ. Cơ chế hoạt động của máy rất đơn giản, khi bà con đưa vào, lưỡi dao thái sẽ thái mỏng thành từng lát, sau đó hệ thống dao băm sẽ băm nhỏ và đưa thức ăn ra ngoài theo cửa xả. Điểm tối ưu của máy này là cửa xả được thiết kế giúp cho bà con có thể điều chỉnh được độ gần xa khi nguyên liệu băm vào. Với cấu trúc như thế này, bà con vẫn đảm bảo được độ vững chắc trong quá trình làm việc. Thưa bà con, máy băm chuối Takeo TK có động cơ 3kW, hoàn toàn có thể sử dụng điện 3 pha hoặc điện gia đình bình thường. Nó thể hiện tính đa năng trong việc sử dụng các nguồn điện trong sinh hoạt và công nghiệp khác nhau. Với công suất này, bà con có thể băm nhuyễn các loại cây chuối có đường kính tới 16cm và công suất trong 1 giờ làm việc. Máy có thể băm được 2 tấn chuối nhẹ nhàng. Bà con lưu ý rằng, khi bà con mua máy băm chuối Takeo, thì trên thân máy sẽ có dòng chữ Takeo dập nổi để giúp bà con tránh mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng và hàng không chính hãng. Vâng, và sau đây Yến sẽ mời bà con cùng Yến test coi máy Takeo TK3000 làm việc như thế nào nhé. Chiếc máy này có thể băm được rất là nhiều loại nguyên liệu, ví dụ như là chuối, rau bèo, chọc mùng, rau muống. Tiếp theo tôi sẽ test chiếc máy này cho các bạn xem thử nguyên liệu đầu vào và sản phẩm ra như thế nào nha. Thank you.
We'll be right back.